Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải cái bài tập trong sách và ô ly bài tập toán lớp 4. Mời các em mở sách và ô ly bài tập toán lớp 4. Quyển 1, bài 2, trang 2. Ôn tập các số đến 100.000. Tiếp theo. Ở đây thầy giáo luôn nhắc các em là đối với mỗi bài tập, các em lên bấm tạm dừng video và các em làm trước ra giấy nhép. Sau khi làm xong, các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi đầu tiên các em làm bài tập số 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Số lớn nhất có 4 chữ số là. Ở đây số lớn nhất có 4 chữ số. Thì từng chữ số 1 của số đó phải lớn nhất. Các chữ số từ 0 đến 9 thì lớn nhất là chữ số 9. Do đó chữ số đầu tiên của số này phải là 9. Chữ số thứ 2 cũng phải lớn nhất, tức là 9. Chữ số thứ 3 cũng phải lớn nhất, tức là 9. Và chữ số thứ 4 cũng phải lớn nhất, tức là 9. Như vậy số lớn nhất có 4 chữ số là 9.999. Số bé nhất có 4 chữ số khác nhau là. Ở đây các em lưu ý là 4 chữ số này là 4 chữ số khác nhau. Số bé nhất có 4 chữ số khác nhau là. Số bé nhất thì chữ số đầu tiên của số này phải là bé nhất. Các chữ số từ 0 đến 9 thì bé nhất là 0. Nhưng các em lưu ý là chữ số đầu tiên của một số thì không thể là bằng 0 được. Như vậy bắt buộc là các em phải lấy là 1. Chữ số thứ 2 thì các em sẽ lấy là 0. Chữ số thứ 3 các em không thể lấy là 0 và cũng không thể lấy là 1 được. Bởi vì 0 và 1 có rồi. Ở đây là 4 chữ số khác nhau. Như vậy bắt buộc là các em phải lấy là 2. Tương tự như vậy, chữ số thứ 4 bắt buộc các em phải lấy là 3. Thì đây là số bé nhất có 4 chữ số khác nhau. Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là. Rồi lớn nhất thì chữ số đầu tiên phải là 9. Do khác nhau cho nên chữ số thứ 2 các em không thể lấy là 9 mà bắt buộc các em phải lấy là 8. Rồi cứ như vậy, chữ số thứ 3 các em phải lấy là 7. Chữ số thứ 4 các em phải lấy là 6. Thì đây là số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau. Tiếp theo các em sang bài tập số 2 tính. Câu E. 5.000 cộng với 3.000 thì phép tính này rất là đơn giản, các em có thể nhẩm được. Các em chỉ việc lấy hàng nghìn là 5 cộng 3, 5 cộng 3 bằng 8, tức là 5.000 cộng 3.000 thì bằng 8.000. 9.000 trừ 4.000 thì các em chỉ việc lấy 9 trừ 4 bằng 5, tức là 9.000 trừ 4.000 thì bằng 5.000. Rồi tiếp theo là các em đặt tính và thực hiện phép tính này. 35.674 cộng với 18.938. Ở đây các em nhớ đặt tính sao cho đúng. Các chữ số trong cùng một hàng của hai số hạng phải thẳng cột với nhau. Và các em lưu ý là bao giờ cũng vậy, các em cộng từ bên phải sang bên trái, tức là cộng theo chiều mũi tên. Đầu tiên là 4 cộng 8 bằng 12, các em viết 2 nhớ 1. 7 cộng 3 bằng 10 thêm 1
là 11. Các em viết 1 nhớ 1. 6 cộng 9 bằng 15. Các em thêm 1 là 16. Các em viết 6 nhớ 1. 5 cộng 8 bằng 13. Các em thêm 1 là 14. Viết 4 nhớ 1. 3 cộng 1 bằng 4. Các em thêm 1 là 5. Rồi như vậy là kết quả của phép tính bằng 54.612. Tiếp theo là 42.000 trừ đi 38.124. 42.000. Các em trừ đi 38.124. Rồi. Tương tự như phép cộng thì các em cũng trừ từ bên phải sang bên trái. 0 không trừ được 4. Các em lấy 10 trừ 4 bằng 6. Viết 6 nhớ 1. 2 thêm 1 là 3. 0 không trừ được 3. Các em lấy 10 trừ 3 bằng 7. Viết 7 nhớ 1. 1 thêm 1 là 2. 0 không trừ được 2. Các em lấy 10 trừ 2 bằng 8. Viết 8 nhớ 1. 8 thêm 1 là 9. 2 không trừ được 9. Các em lấy 12 trừ 9 bằng 3. Viết 3 nhớ 1. 3 thêm 1 là 4. Và các em lấy 4 trừ 4 bằng 0. Rồi như vậy là kết quả của phép trừ bằng 3.876. Tiếp theo các em sang câu B. 5.000 nhân 4 bằng bao nhiêu? Thì phép tính này các em có thể nhẩm được. Các em lấy 5 nhân 4 bằng 20. Như vậy 5.000 nhân 4 thì bằng 20.000. 18.000 chia 3. Các em lấy 18 chia 3 bằng 6. Tức là 18.000 chia 3 thì bằng 6.000. Rồi tiếp theo các em đặt tính và thực hiện phép tính. 2.731. Các em đặt tính và thực hiện phép tính ra giấy nháp. Nhân với 6. Rồi các em cũng nhân từ bên phải sang bên trái. 6 x 1 bằng 6. 6 x 3 bằng 18. Viết 8 nhớ 1. 6 x 7 bằng 42. Thêm 1 là 43. Các em viết 3 nhớ 4. 6 x 2 bằng 12. Thêm 4 là 16. Các em viết 16. Rồi như vậy là kết quả của phép nhân bằng 16.386. Tiếp theo các em đặt tính và thực hiện phép chia. 9.872 chia cho 8 bằng bao nhiêu? Phép chia bao giờ cũng vậy. Các em chia từ bên trái sang bên phải. Đầu tiên các em lấy 9 chia 8. 9 chia 8 thì được 1 lần. 1 x 8 bằng 8. 9 trừ 8 bằng 1. Như vậy là 9 chia 8 bằng 1 và dư 1. Để tiếp tục phép chia thì các em hạ 8 xuống cạnh 1. Ta được 18. Lấy 18 chia 8. Thì các em nhẩm là 8 nhân 2 bằng 16. 8 nhân 3 bằng 24. Mà đây chỉ có 18 thôi. Như vậy 8 nhân 2 bằng 16. 16 bé hơn 18. Tức là 18 chia 8 thì các em được khoảng 2 lần. 2 x 8 bằng 16. 18 trừ 16 bằng 2. Tiếp theo các em hạ 7 xuống cạnh 2. Ta được 27. 27 chia 8 được mấy lần? Các em lại nhẩm bảng nhân 8. 8 x 2 bằng 16. 8 x 3 bằng 24. 8 x 4 bằng 32. Mà đây chỉ có 27 thôi. Như vậy là 8 x 3 bằng 24. 24 bé hơn 27. 27 chia 8 như vậy là được 3 lần. 3 x 8 bằng 24. 27 trừ 24 thì bằng 3. Hạ 2 cạnh 3 được 32.
32 chia 8 bằng 4. 4 nhân 8 bằng 32. 32 trừ 32 bằng 0. Rồi như vậy là kết quả bằng 1234. Tiếp theo các em sang bài tập số 3. Các em thực hiện phép so sánh. Câu E. 35.604 so sánh với 9.989. Rồi khi so sánh hai số thì các em sẽ đếm xem là số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn. Còn nếu hai số mà có số chữ số bằng nhau thì các em so sánh từng chữ số một trong cùng một hàng của hai số theo thứ tự là từ bên trái sang bên phải, tức là từ hàng cao xuống hàng thấp. Ở đây số 35.604 có 5 chữ số. Số 9.989 chỉ có 4 chữ số thôi. Như vậy là số 35.604 sẽ lớn hơn, bởi vì số này nó có nhiều chữ số hơn. Tiếp theo các em so sánh hai số 81.300 và 81.299. Các em nhận thấy hai số này có số chữ số bằng nhau, cụ thể là đều có 5 chữ số. Như vậy các em sẽ so sánh lần lượt từng chữ số 1 của hai số này theo thứ tự là từ bên trái sang bên phải. Lần lượt chữ số đầu tiên của hai số bằng nhau và bằng 8. Chữ số thứ hai của hai số bằng nhau và bằng 1. Riêng chữ số thứ ba của hai số lần lượt là 3 và 2. Trong đó là 3 lớn hơn 2. Cho nên 81.300 sẽ lớn hơn 81.299. Tiếp theo em sang câu B. 41.763 so sánh với 40.389. Nhận xét thứ nhất là hai số này đều có số chữ số bằng nhau, tức là đều có 5 chữ số. Hai chữ số đầu tiên của hai số này lần lượt là 41, 40. 41 thì tất nhiên là lớn hơn 40 rồi. Như vậy là 41.763 sẽ lớn hơn 40.389. Rồi tiếp theo là 57.485 so sánh với 57.501. Nhận xét thứ nhất là hai số này đều có 5 chữ số. Nhận xét thứ hai là hai chữ số đầu tiên của hai số này bằng nhau, đều là 57. Chữ số thứ ba của hai số này lần lượt là 4 và 5. Trong đó 4 bé hơn 5. Cho nên 57.485 sẽ bé hơn 57.501. Tiếp theo các em sang câu C. 25.108 so sánh với 25.108. Hai số này giống nhau, rồi tất nhiên là chúng bằng nhau. 61.800 so sánh với 61.788. Hai số này đều có 5 chữ số. Hai chữ số đầu tiên của hai số này là 61, 61. Chữ số thứ ba của hai số này lần lượt là 8 và 7. 8 tất nhiên là lớn hơn 7 rồi. Như vậy là 61.800 sẽ lớn hơn 61.788. Tiếp theo các em sang bài tập số 4 câu E. Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn. Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn, tức là các em viết theo thứ tự tăng dần. Bé nhất viết đầu tiên và lớn nhất viết sau cùng. Để viết được các số này theo thứ tự từ bé đến lớn thì các em phải so sánh được các số này với nhau và sau đó là các em sắp xếp. Nhận xét thứ nhất là bốn số này đều có số chữ số bằng nhau, tức là đều có 5 chữ số. Như vậy, các em sẽ so sánh các số này với nhau
bằng cách là so sánh từng chữ số 1 trong cùng một hàng theo thứ tự là từ bên trái sang bên phải. Ở đây các em nhận thấy hai chữ số đầu tiên của các số này lần lượt đều là 5 và 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6 và 5, 6. Chữ số thứ 3 của các số này lần lượt là 7, 7, 4, 2. Bé nhất là chữ số 2. Như vậy, số bé nhất ở đây là số 56.274. Các số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là số bé nhất là 56.274. Bé nhất là 2, lớn hơn 2 là 4. Số 56.427. Rồi, còn lại là hai số có chữ số thứ 3 là 7. Thì các em so sánh tiếp chữ số thứ 4. Chữ số thứ 4 của hai số này lần lượt là 4 và 2. Trong đó là 2 bé hơn 4. Như vậy số tiếp theo là 56.724. Và số lớn nhất là 56.742. Rồi bây giờ các em sang câu B. Viết các số. Ở đây có 5 số. Các em viết theo thứ tự từ lớn đến bé. Viết theo thứ tự từ lớn đến bé tức là các em viết theo thứ tự giảm dần. Lớn nhất viết đầu tiên và bé nhất viết sau cùng. Rồi ở đây các em nhận thấy là 5 số này đều có 5 chữ số. Đều có 5 chữ số. Như vậy là các em sẽ so sánh các số này bằng cách là so sánh lần lượt các chữ số trong cùng một hàng của các số này là theo thứ tự là từ bên trái sang bên phải. Hai chữ số đầu tiên của các số này lần lượt là 21, 22, 21, 20, 21. Trong đó 22 là lớn nhất. Như vậy, các số viết theo thứ tự từ lớn đến bé là 22 lớn nhất, tức là số 22.000. Sau đó là đến 21. Ở đây có 3 số. Có 2 chữ số đầu tiên là 21. 3 số. Như vậy các em so sánh tiếp chữ số thứ 3 của 3 số này. Ta có 213, 212 và 210. 320 thì 3 lớn nhất. Như vậy số tiếp theo là 21.379. Tiếp theo là 21.285. Tiếp theo là 21.099. Và bé nhất là 20. 20.903. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.